Halloween có một truyền thuyết rằng, nếu như bạn gặp chú hề ở trên phố, anh ta biểu diễn ảo thuật cho bạn. Nếu như bạn không thật sự tán thưởng anh ta, thì bạn sẽ bị trừng phạt. Buổi tối Halloween, mọi người trên đường đều mặc đồ cosplay. Chỉ có người đàn ông này mặc áo sơ mi trắng bình thường. Anh ta hiện tại đang gấp rút đi làm. Đột nhiên, một chú hề quỷ dị giữ anh ta lại. Hắn lịch sự cúi chào anh ta, sau đó lập tức đến trước phía trước người này, làm ảo thuật biến ra một cây kẹo. Chàng trai khen chú hề một cách có lệ. Hiện giờ anh ta chỉ muốn đi khỏi đây mà thôi. Nào ngờ chú hề lại tiếp tục ngăn cản đường đi của chàng trai, trực tiếp lấy ra một bộ bài, còn đặc biệt bịt mắt mình lại, sau đó ra hiệu bảo chàng trai chọn một lá. Anh ta rút ra được một lá át rô. Chú hề trộn bài xong, chàng trai kia quả nhiên lại rút được lá bài át rô. Ảo thuật thành công, chú hề vui mừng muốn được thưởng một tràng pháo tay, nhưng chàng trai này lại chỉ muốn nhanh chóng để đi làm ca đêm mà thôi. Chú hề sau khi nghe thấy lời này, đột nhiên nở một nụ cười cực kỳ quỷ dị. Chú hề một thân y phục màu cam, đột nhiên rút ra con dao sắc bén ra. Chàng trai nhìn thấy động tác của chú hề, lập tức lùi về đằng sau. Chú hề lấy con dao, rạch một đường ở bên tay trái mình, sau đó lấy tấm bài mà chàng trai vừa rút chúng, quẹt một đường trên cánh tay, rồi để lại con át rô trở về bộ bài. Hóa ra là chú hề cảm thấy chàng trai không vỗ tay cho mình, là do chàng trai nghi ngờ hắn dùng lá bài khác để đánh cháo. Hiện giờ hắn đã làm một logo có ký hiệu vô cùng đặc biệt. Lần này chắc là đủ thành ý rồi đấy chứ. Hắn đến trước mặt chàng trai, rồi búng tay một cái, lá bài át rô dính đầy máu xuất hiện ở trong túi áo của anh ta. Chú hề lại cúi đầu duyên dáng, chờ đợi sự cổ vũ của chàng trai. Nhưng anh ta không những không cho chú hề một tràng pháo tay, mà còn bị lá bài dính đầy máu kia dọa cho một phen hú hồn. Gấp rút ba chân bốn cẳng muốn chạy trốn, nhưng không ngờ vừa mới quay đầu đã nhìn thấy chú hề. Anh ta liền đổi phương hướng khác chạy thục mạng, nhưng chạy chưa được hai bước đã ngã sõng xoài trên mặt đất, hai chân bị trói chặt. Anh ta muốn tháo sợi dây buộc ra, nhưng vào đúng lúc này, một chiếc xe ô tô chạy hướng về phía anh ta. Chàng trai bị đâm sầm lăn quay ra mặt đất. Người tài xế nhanh chóng mở cửa xe xuống xem, nhưng may là tốc độ của chiếc xe không nhanh lắm, anh ta không gặp vấn đề gì đáng ngại. Chàng trai không thèm để ý đến người tài xế nọ, ngó nghiêng bốn phía xung quanh. Chú hề thì đã mất dạng từ lâu. Anh ta cảm thấy mình hình như vừa mới trải qua cả một kiếp nạn, sau đó vịn vào đèn xe để đứng lên. Nhưng vừa mới ngoảnh mặt lại thì đã nhìn thấy chú hề. Điều quỷ dị hơn nữa là tài xế thì chẳng thấy đâu. Chàng trai cấp tốc vội vàng chạy thoát thân, còn chú hề thì nhàn nhã đứng dựa vào tường, ở chỗ này đứng chờ chàng trai. Chàng trai đang chạy trối chết lại bắt gặp chú hề. Đúng lúc này anh ta phát hiện, không biết bản thân mình từ khi nào đã đeo còng tay. Anh ta liều mạng tháo ra, lúc này chú hề biến ra một chiếc mặt nạ, đeo lên trên khuôn mặt của chàng trai. Chàng trai sau khi đeo nó dường như đã mất đi ý thức, tùy ý để hắn dẫn dắt. Sau đó chú hề tiếp tục lấy ra một tấm vải đỏ, chụp lên người chàng trai nọ, rồi biểu diễn cho chúng ta một màn ảo thật sống động, làm cho tôi bị dọa cũng phải vỗ tay hai cái. Lúc sau chú hề lại bắt gặp hai người đi đường, biểu diễn một ảo thuật nho nhỏ cho hai anh bạn này. Bọn họ nhiệt tình vỗ tay, chú hề cúi đầu cảm ơn chân thành, sau đó quay người rời đi. Nếu như vào lễ Halloween mà gặp chú hề, xin hãy nhớ rằng, xem biểu diễn ảo thuật xong thì phải vỗ tay nhé.